Kính chào quý vị và các bạn. Khép lại năm cũ, bước sang năm mới 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai phấn khởi bởi đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để từng bước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nhân dịp đầu năm mới 2024, thay mặt những người làm chương trình, xin cảm ơn và chúc quý khán giả đã luôn đồng hành cùng với các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Sự tin yêu của quý khán giả là nguồn động viên tinh thần rất lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa để mang những thông tin bổ ích, những chương trình đặc sắc đến với mỗi người dân, mỗi gia đình. Bây giờ mời quý khán giả theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 1 tháng 1, ngày đầu tiên trong năm mới 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai với những nội dung đáng chú ý sau. Năm 2023, với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Gia Lai đã vượt qua được những khó khăn, thách thức, từng bước phục hồi, phát triển đi lên và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là nghị quyết đại hội 16 Đảng bộ tỉnh Gia Lai trong bối cảnh hết sức khó khăn và được đánh giá là chưa có tiền lệ khi phải đối mặt với những tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Song với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và tinh thần đoàn kết quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Gia Lai đã vượt qua được những khó khăn thách thức, từng bước phục hồi, phát triển đi lên và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Xác định công tác cán bộ có ý nghĩa then chốt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 16, chất lượng đội ngũ các cấp trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng lên, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đồng thời, đội ngũ cán bộ cấp cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Sau 3 năm tổ chức thực hiện thì huyện cũng mở được là 2 lớp cái trung cấp lý luận chính trị tại huyện và cử một số cán bộ đi học tài tính và cũng như cái học cao cấp lý luận chính trị và cũng xây dựng một kế hoạch để đào tạo đội ngũ cán bộ là sau đại học. Cho đến bây giờ cái đội ngũ cán bộ của huyện cơ bản là đáp ứng được cái tiêu chuẩn và đáp ứng cái yêu cầu cái nhiệm vụ là đặt ra. Cùng với đó, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát với những cơ chế chính sách hỗ trợ từ trung ương đến địa phương, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có phục hồi và phát triển. Với trên 9.340 doanh nghiệp hiện đang đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh, với tổng vốn gần 147.000 tỷ đồng, cộng đồng các doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của Gia Lai. Dựa vào những cái chính sách quyết định của các doanh nghiệp, của các chính phủ và của các sở ban ngành, phải cùng đồng hành với các doanh nghiệp để chia sẻ và cùng để tháo gỡ những cái vấn đề mà hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng ta đang bị vướng mắc. Với quyết tâm của các cấp, ngành và sự chung tay cộng đồng trách nhiệm của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, nên qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 16 Đảng bộ tỉnh, đã có 10 trên 26 chỉ tiêu đã vượt so với nghị quyết đề ra. Từ những kết quả đạt được quan trọng trên, đã góp phần làm thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn và nâng cao đời sống của người dân, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số. Xã Yun hiện tại bây giờ nói chung thì là cơm ăn áo mặc thì đầy đủ rồi, có xe máy rồi, đi lại. Mà đường bê tông cũng có rồi, nhà nước, đảng của nhà nước quan tâm. Từ trung ương đến tỉnh, tỉnh mà đến là huyện, xã Yun trước đây là nghèo lắm. Nhưng khổ bây giờ là không lo cơm nước nữa, bây giờ là trong xã Yun không có nào không nghèo nữa. Những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết đại hội 16 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là hết sức quan trọng để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ. Nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ còn rất nặng nề và dự báo nhiều khó khăn. Do đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và cán bộ, đảng viên, từng đồng chí cấp ủy viên theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Năm 2024, năm có tính chất quyết định trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cùng sự hỗ trợ của các cấp và sự chung sức đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Gia Lai sẽ tận dụng tốt những thời cơ, bứt phá,
vươn lên để xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững. Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các nghị quyết của kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 12 và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán đầu tư phát triển, dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024. Năm 2024, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất của thành phố đạt 10,71%, tổng vốn đầu tư phát triển 13.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách theo phân cấp đạt gần 1.690 tỷ đồng, thu bình quân đầu người một năm trên 128 triệu đồng. Phấn đấu xây dựng ít nhất một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hai làng đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,16%. Năm 2024, tỉnh Gia Lai sẽ có gần 2.400 tỷ đồng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách địa phương. Hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đồng loạt về đích đúng kế hoạch, tạo điểm nhấn bứt phá giúp các địa phương trong tỉnh liên kết vùng, tăng tốc phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Theo nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn ngân sách địa phương các chương trình mục tiêu quốc gia và thông qua phương án phân bổ vốn năm 2024, nguồn ngân sách trung ương thì tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 từ nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai là trên 2.394 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư cân đối theo tiêu chí là gần 904 tỷ đồng. Nguồn thu tiền sử dụng đất hơn 1.269 tỷ đồng, vốn sổ số kiến thiết gần 190 tỷ đồng và nguồn bội chi ngân sách 4,6 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đan xen, sau năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và sự cộng đồng trách nhiệm từ các sở ngành liên quan của tỉnh, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công, hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt về đích đúng kế hoạch, tạo điểm nhấn bứt phá, giúp các địa phương trong tỉnh liên kết vùng, tăng tốc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Sau 3 năm triển khai thi công gấp rút, dự án nâng cấp cải tạo tỉnh lộ 663 trên tuyến biên giới huyện Trực Rông với chiều dài 27,5 km, tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và thi công giai đoạn từ năm 2021-2023 đã chính thức về đích đúng kế hoạch. Sau khi hoàn thành, tuyến tỉnh lộ 663 sẽ kết nối với quốc lộ 19 và quốc lộ 14C, tạo thành trục giao thông liên hoàn, thông suốt. Bây giờ đường đi lại rất là dễ này, rồi là vận chuyển hàng hóa, tất cả mọi thứ đều thuận lợi hết ạ. Cái việc phát triển kinh tế của mình so với trước đây như nào? Dạ, khá hơn ạ. Chạy đua với thời gian, dự án đường liên huyện Chư Sê, Chư Pứ, Chư Prông với chiều dài toàn tuyến 32,75 km, tổng vốn đầu tư 320 tỷ đồng, cũng đã về đích vào những ngày cuối cùng của năm 2023. Tuyến đường kết nối với đường liên huyện Chư Pả, Yak Rai, Chư Prông, Đức Cơ tạo thành tuyến giao thông khép kín phía tây của tỉnh Gia Lai với tổng chiều dài hơn 150 km. Giờ mà là mình làm cái đường tách ngang kiểu như đi tách á, dứt khoát là phải có lợi rồi. Dạ. À, lỡ cả đường đi mà lỡ cả công mà lỡ đủ mọi bộ chuyện á. Với sự cộng đồng trách nhiệm, hàng loạt các dự án có tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng từ ngân sách trung ương và của tỉnh đã về đích trong sự hân hoan, phấn khởi của các cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó phải kể đến các dự án nâng cấp, mở rộng các đường tỉnh lộ 663 huyện Chư Prông, 664 huyện Yak Rai, 665 huyện Chư Prông. Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Pleiku, đường liên huyện Chư Sê, Chư Pứ, Chư Prông. Công trình cầu qua sông A Jun vào xã Gia Giang, huyện Phú Thiện và nhiều công trình giao thông trọng điểm khác. Chúng ta phải thấy đây là một cái bước phát triển về kết cấu hạ tầng giao thông mạnh mẽ đó, thì cũng là tiền đề để chúng ta tiếp tục đầu tư rồi cái hệ thống giao thông phát triển đồng bộ, mang tính kết nối vùng, kết nối khu vực và mang tính lan tỏa cao. Khi đưa vào khai thác, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của các cái địa phương. Năm 2024, ngành giao thông tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, cố gắng và phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để hoàn thành và đưa vào hàng loạt dự án giao thông trọng điểm về đích. Cùng với đó là tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khởi công các dự án giao thông trọng điểm khác. Chào năm mới 2024, Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam Sang đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024 tại quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku.
Chương trình đã đem đến cho khán giả nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc thuộc nhiều thể loại với những ca khúc ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, những đổi thay đáng phấn khởi của quê hương đất nước trong thời đại mới, cùng những tiết mục rộn ràng tươi vui chào đón năm mới 2024. Chương trình cũng đã tạo thêm điểm đến ý nghĩa cho người dân và du khách trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2024 tại phố núi Pleiku. Hội chữ thập đỏ thành phố Pleiku và đoàn từ thiện đến từ thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gào và xã Gia Kênh, thành phố Pleiku nhân dịp sắp đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, đoàn đã trao hơn 200 suất quà cho bà con thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng và 370 phần sữa, bánh kẹo cho các cháu học sinh mẫu giáo của hai xã. Đây là hoạt động nhằm chia sẻ, động viên tinh thần bà con dân tộc thiểu số có hoàn cảnh nghèo nhân dịp sắp đến Tết cổ truyền của dân tộc. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa kính chúc quý vị và các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công.